Hay thầy nói sơ về cái map model ở đây. Ở đây cái phần region thì mình không có để ý tới ha. Mấy cái này thì cái đó mình không quan tâm. Để tắt hết mấy cái tiện ích ở đây thì mình vào phần show ở đây nè. Mình bấm là none ha. Show ở trên cái phần panel ở đây á, bấm none thì nó mất hết ha. Sau đó mình hiển thị cái phần quan trọng nhất của mình là cái gì? Polygon. Chỉ polygon thôi ha. Đây là mình chỉ có polygon. Đây. Thì polygon để làm gì? Để mình thấy nè. Texture này, cái phần texture ha. Ở đây mình thấy cái này nó giống như sắt chì. Cái này là chất liệu da ha, nó bung lên nè. Đấy. Còn cái này là tóc. À, em nào làm tóc? Đấy. Tóc giống như của Hà nè. Cái này chỉ cần qua bên ZBrush hoặc là Moodbox hoặc là làm giống cái scrunchie hôm bữa thầy chỉ đó, em lấy cái object em qua em lấy cái cọ em cứ kéo 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 như thế này là nó sẽ nổi lên thành những cái cọng tóc. Đây phần cái quấn ngay cái tay cũng vậy ha, miếng vải quấn cái tay cũng vậy, người ta cũng làm bằng ZBrush. Đây cái phần lông tóc của nó cũng cũng vậy. Đây nè. Nào. Tất cả mấy cái này là texture ha, texture hết. Bây giờ mình coi cái object của nó nè. Đặt cái khóa này đi. Đây, giờ mình coi nè, thấy lưới của nó không? Mở cái lưới lên nhiêu đây thôi, lưới nó đi rất là đơn giản. Mấy em nào mà làm mà texture mà có những cái mức độ khó như thế này à, thì bây giờ mình nộp bài là mình nộp assignment module, sau đó mình phải nâng cấp thêm để mình làm texture cho cái phần này ha. Này là mình làm module, sau đó mình phải nâng cấp thêm cái texture cho cái này để mà mình làm tiếp. Phần tóc này cũng vậy, giờ mình coi phần tóc nè. À, lưới của người ta đi chỉ đơn giản thôi, là cái này là lưới game cho nên là nó vẫn để tam giác nha. Nhưng mà thầy nói để mấy em biết là cái chỗ này mình thấy nó lồi lõm, thực chất là bum normal ha, map bum normal. Thì chút nữa thì mình tập sơ texture, tập sơ trải UV xong mình mới làm các cái kênh này sơ sơ một tí, rồi bữa sau nữa mình mới trải toàn thân một cái nhân vật. Đây trên này thì mình coi mình sẽ thấy nó khác. À cái chất liệu này nó có chỗ bóng chỗ không bóng không? À, nó bằng kim loại mà, cái này nó làm bằng kim loại thì nó có chỗ bóng. À, những cái đường này thấy nó bóng không? Đấy, nó chạy ra mình thấy cái đốm sáng nó bóng 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 ha. Thì đó cũng là do mình ép chất liệu hết. Ví dụ như cái này đây. Mình coi nè. Đây. Mấy cái này nó không có sáng bóng, cái này nó sáng bóng ha. Cái này nó nè, mình nhìn thấy giống như bằng kim loại rõ ràng không? Đấy, mình xây các cái hướng thì thấy những cái độ bắt sáng của nó lên nè, đây rõ ràng. À, còn những cái miếng này là miếng đứt rách của nó, nhưng thực chất thì cái object của mình nó không có đứt nó rách như vậy nè. Bây giờ mình coi object nè, đây nó chỉ làm object đơn giản như thế này thôi. À, nên là mấy em phải tập làm cái này, nó sẽ bù lại cái phần object model của em nó hơi thiếu. Thì cái này thì phải có phần vẽ SketchUp ha, mấy em đừng có làm ZBrush, không có cần thiết đưa. Còn nếu làm ZBrush cũng được, làm SketchUp nó sẽ nhẹ hơn và nó dễ làm hơn rất là nhiều. Tại vì của em là mấy em là không cần phải làm một cái bài cơ bản hay là một cái project lớn bên đó, mà mình chỉ lấy cái object từ bên này mình đưa qua rồi mình chỉnh sửa để cho nó ra cái chất liệu cho nó giống thôi. Bây giờ móng tay móng chân cũng vậy. À, mình thấy cái object nè, nó không có móng tay móng chân gì cả, đúng không? Tắt cái texture đi nè, đây không có móng tay móng chân gì hết. À, object chính của nó là nhiêu đây thôi.
nó chỉ gắn lên như thế này. Như khi mình làm texture lên là phải như thế này. Rồi bây giờ mình mở cái phần texture của nó ha. Mở cái phần material lên trong cái hyperspace. Đây. Trong cái chất liệu của nó. Giờ mình chọn nó lên. Sau đó mình sẽ xem chất liệu của nó. Đây chất liệu của nó nè, tên nó nè ha. Body Blend. Ở đây. Đâu rồi, mình không thấy cái chữ nó là model. Đây. Đây là body blend nè ha. Chất liệu nó đây. Thì ở trong cái chất liệu này nó có từng cái map. Nó có 3 cái kênh map cơ bản. Cái thứ nhất là phần color. Mình không có tô màu mà mình dán cái hình lên giống y như mình làm trên cái lưới mà mình để mình làm vẽ model đó, mình lít vào nè. Nó có mấy kênh ở đây nha, phần color nè. Lít vào. Đây, đường dẫn ha. Bây giờ mình không vào đó, mình coi view ở đây luôn. View. À, texture của người ta vẽ nè. Đây là cái phần texture của người ta đã vẽ sẵn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mình coi cái nữa là cái phần bump mapping, tức là để tạo ra những cái đường khối ha, những cái nét. Đây, view lên nè. Đây cái phần bùm của nó nè, thấy chưa? Rồi, cái nữa là phần specular. Ở đây specular, tức là cái chỗ nào sáng, cái chỗ nào không sáng. Nhìn coi nè. Đây là cái phần sáng tối ha. Cái chỗ cái miệng nó sáng nè ha, móng tay nó sáng nè, tại nó có cái độ bóng ha, nó cứng, nó là chất sừng. Cho nên là những cái chỗ này nó sáng, phải không? Những cái chất sừng nó sáng nè. Ví dụ như cái gò má nó hơi cứng, cái trán nó hơi cứng, cái chỗ cái thẹo nó cứng hay cái phần nào nó cứng là nó cho sáng lên ha. Còn cái chỗ nào mà không cần thiết, ví dụ như mấy khóe này nó cho tối thì nó không có bắt sáng. Đây, mình phải biết là mình sẽ làm ba cái kênh như thế này. Mình chỉ cần ba kênh cho một cái sản phẩm của mình, làm phim hay làm game, cơ bản là chỉ cần ba cái kênh như thế này đối với vật liệu render Maya bình thường ha. Mấy em nhớ nha, đối với vật liệu render Maya bình thường thì mình chỉ cần có ba cái kênh này, dù là game hay phim mình đều làm được một cái sản phẩm rất đẹp như thế này ha. Nhìn là nó nổi lên hết. Thực chất thì cái khối này nó không có nổi gì cả ha. Có mấy cái bài của mấy em đó nó nổi lên rất là nhiều thì mình chịu khó ha, mình vẽ texture lên đây, vẽ texture lên rồi xong mình bung nó normal nó lên bằng cách là mình dùng Photoshop. Thầy sẽ hướng dẫn cái đó trên Photoshop cho mọi người luôn. Rồi như vậy là mấy em đã nhìn thấy được là cái gì. Thứ nhất là mình đã có được các cái kênh ha. Đây. Thứ hai là nó chỉ chạy trên cái chất liệu. Nó chỉ chạy trên cái chất liệu cơ bản của Maya, đó là Blin. Tại sao mình chọn Blin? Blin là nó có cái độ chói ha. Giờ mình mở lại coi nè, mình thấy Blin nó có cái độ chói không? Lần trước mình biết rồi. Đây, Blin là nó có cái độ chói. Thì những cái vật nào mà nó lé sáng ha, ví dụ như là kim loại ở đây ha, thì mình có thể để cho nó sáng lên cái phần specular. Rồi cái đó chút nữa mình sẽ thực tập ha. Bây giờ là xong phần giới thiệu này thì bắt đầu bây giờ mình chạy UV nè. Chỗ này thầy tắt đi ha.